Chồng dùng gậy tức mạng sống của vợ và con trai rồi đắp chăn ngủ cùng. Thực nghiệm hiện trường vụ cựu trung úy công an sát hại bạn gái rồi phi tang. Vụ cô giáo bị học sinh tấn công, lý do giáo viên bị cảnh cáo kỷ luật. Thông tin mới vụ tài xế xe bán tải trốn kiểm tra nồng độ cồn, tông xe cảnh sát giao thông. Khi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Theo quý vị, mâu thuẫn ghen tuông, toan tính vụ lợi cá nhân là ngọn nguồn của cơn tức giận khiến cho những người vợ, người chồng hay người yêu sẵn sàng xuống tay sát hại đối phương không chút do dự. Chỉ trong khoảng 6 tháng cuối năm 2023, có đến cả trăm vụ án thương tâm xảy ra mà nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ vợ chồng yêu đương. Để từ đó dung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đạo đức xuống cấp trầm trọng. Mới đây nhất phải kể đến vụ nghi án chồng sát hại vợ và con trai, sau đó đắp chăn nằm cùng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, khiến người dân không khỏi bàng hoàng xót xa. Trưa ngày 4 tháng 1, Ủy ban Nhân dân xã Ba Nang, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị xác nhận một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, khiến hai mẹ con tử vong tại nhà trong đêm. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Người chồng đã bị tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, người này cũng bị thương, nghi do tự chấm dứt cuộc sống nên đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đồn biên phòng Ba Nang, biên phòng Quảng Trị và Công an xã này đã nhận được tin báo có vụ việc xô xát ở nhà của Hồ Văn Ban, sinh năm 1997 ở thôn Raleigh. Khi tiếp cận ngôi nhà này, biên phòng và công an đã phát hiện ra ban cùng vợ là HTD, sinh năm 2000 và con trai HVC, sinh năm 2023 nằm đắp chăn trên sàn nhà. Trên chăn có dính nhiều vết máu. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, các lực lượng kéo chăn ra, phát hiện vợ và con trai của ban đã tử vong với nhiều vết thương trên người. Lực lượng công an và biên phòng đã khống chế ban vì nghi vấn ban là hung thủ sát hại vợ con và tự chấm dứt cuộc đời. Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã có mặt khám nghiệm nạn nhân, khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai của nghi phạm là người chồng vì người này đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lý do được tiết lộ là người chồng đã uống nước có chất tẩy rửa, khả năng là xà phòng. Sau khi vợ và con trai của mình tử vong, người này sau khi bị lực lượng chức năng khống chế thì được đưa đến trung tâm y tế huyện Hướng Hóa để cấp cứu. Ông Hồ Văn Mi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Nang cho biết, bình thường Ban là người khá hiền lành, ít nói, hai vợ chồng trẻ mới chỉ có một đứa con. Được biết, đây là gia đình người Vân Kiều. Theo ông Mi, có khả năng Hồ Văn Ban đã dùng gậy hành hung vợ, con của mình tử vong. Cũng theo ông Mi, ngày 3 tháng 1 vừa qua, Ban chở vợ con về nhà ngoại ở xã Tà Long để nhổ sắn. 16 giờ cùng ngày, Ban còn mua quần áo cho vợ con của mình để chuẩn bị dự đám cưới. Thế nhưng sau đó người chồng này bị tình nghi đã sát hại vợ con. Hiện nay công an tỉnh, viện kiểm sát tỉnh và các cơ quan liên quan đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Trước sự việc đau lòng, hy vọng lực lượng chức năng sẽ sớm đưa vụ án ra ánh sáng và hung thủ sẽ phải chịu sự trả giá cho hành động máu lạnh đã gây ra. Những ngày vừa qua, vụ việc cựu trung úy công an ra tay sát hại bạn gái rồi phi tang ở sông Hàm Luông gây xôn xao dư luận. Ai nấy đều không khỏi kinh hãi trước hành động máu lạnh man sợ của đối tượng, vốn là cán bộ công an, là người tinh thông pháp luật, luôn lấy an nguy tính mạng người dân làm gốc. Mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre đã thực nghiệm lại hiện trường vụ án sau khi thông bị khởi tố bắt tạm giam, điều đáng chú ý là hành động và thái độ của đối tượng vô cùng bình thản. Sáng ngày 4 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre thông tin đang tiến hành đưa nghi phạm Ngô Minh Thông đến khu vực được cho là nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre, Thông thoáng chút bối rối khi nhìn nhiều điều tra viên, kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bến Tre và công an tỉnh Tiền Giang là đồng nghiệp trước đây, đang cho diễn lại toàn bộ hành vi sát hại nạn nhân là chị Hát, cán bộ đoàn ở thị xã Cai Lệ Tiền Giang. Chị Hát được cho là người tình của đối tượng Thông. Trên ô tô 4 chỗ biển số 63A-16247, đối tượng chuẩn bị bao ni lông, đoạn dây dù khá dài bỏ sau cốp xe, rồi đến điểm hẹn cùng bạn gái. Sau khi gây án, nghi phạm đưa nạn nhân lên băng ghế sau của phương tiện, đậu ven tuyến giao thông. Dù cô gái đã ngừng thở, nhưng thông vẫn cẩn thận dùng dây dù chói, đồng thời bỏ vào bao buộc lại. Sau một lúc quan sát, đối tượng thông chạy xe khỏi trung tâm thành phố Mỹ Tho Tiền Giang, qua cầu Trạch Miễu hướng về tỉnh Bến Tre để phi tang. Khi điều tra viên đề nghị thực hiện thao tác đã gây án trước đó, thông cúi đầu bình thản thực hiện. Điều tra viên đứng gần hỏi thì nhận được câu trả lời: "Tôi đã sát hại cô ấy." Vào chiều ngày 3 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Minh Thông để điều tra về hành vi sát hại người. Thông được cơ quan điều tra xác định là trung úy trinh sát hình sự đã sát hại chị NTH rồi phi tang xuống sông Hàm Luông thuộc địa bàn xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Như trước đó đã đưa tin, Thông và chị NTH sinh năm 1996, ngụ khu phố 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, quen biết nhau trong quá trình sinh hoạt, giao lưu công tác đoàn giữa lực lượng công an và đoàn thanh niên thị xã Cai Lệ Tiền Giang và hai bên nảy sinh tình cảm cá nhân. Gần đây hai người mâu thuẫn tình cảm nên thông nhẫn tâm ra tay sát hại chị Hát. Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ. Sau 72 giờ điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Ngô Minh Thông. Liệu rằng với hành vi ra tay sát hại người tình rồi phi tang hòng trốn tội, Đối tượng trên sẽ phải đối diện với mức án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất. Vào khoảng cuối tháng 11 năm 2023 vừa qua, cư dân mạng liên tục lan truyền rộng rãi những đoạn clip với nội dung ghi lại hành vi thô lỗ coi thường giáo viên như ném dép nhốt vào trong lớp của nhóm học sinh khi liên tục có phát ngôn lăng mạ. Rất nhanh chóng, cơ quan chức năng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc điều tra. Đáng chú ý, nữ giáo viên này lại là người bị kỷ luật cảnh cáo còn hiệu trưởng nhà trường bị luân chuyển công tác. Liên quan đến vụ nữ giáo viên bộ môn âm nhạc, trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, bị học sinh nhốt trong lớp, xúc phạm và ném dép vào người, huyện Sơn Dương vừa thông báo kết quả kiểm tra, xử lý tập thể lãnh đạo nhà trường chưa có biện pháp hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị theo đúng chức trách thẩm quyền được giao chưa nắm chắc tình hình tư tưởng của giáo viên và học sinh trong nhà trường công tác quản lý giáo dục đạo đức học sinh chưa phát huy hiệu quả tích cực còn có học sinh vi phạm đạo đức xúc phạm nhân phẩm thân thể đối với giáo viên gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục của nhà trường và của ngành, không kịp thời báo cáo sự việc đến các cơ quan chức năng để xem xét xử lý. Đề nghị tự kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong tập thể lãnh đạo quản lý nhà trường. Theo đó với ông Nguyễn Duy Sáng, hiệu trưởng nhà trường, ngày 25 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Huyện Sơn Dương cũng thực hiện điều chuyển ông Nguyễn Duy Sáng nhận nhiệm vụ mới phù hợp điều động ông Nguyễn Tiến Quyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vân Sơn thay ông Sáng. Còn về nữ giáo viên Phan Thị Hờ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trường có phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm. Sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại nhà trường. Bản thân cô giáo có phát ngôn xúc phạm đến học sinh và có hành vi cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh. Theo các video clip được đăng tải trên mạng xã hội, các hành vi trên đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm, làm ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nữ giáo viên này. Đối với các cá nhân khác có liên quan đến sự việc, được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh hành vi vi phạm chưa đến mức phải xem xét áp dụng hình thức xử lý kỷ luật trường trung học cơ sở Văn Phú làm rõ trách nhiệm và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Đối với học sinh, chính quyền huyện Sơn Dương nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm, khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm, tạm dừng học ở trường có thời hạn một tuần và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục đối với học sinh có vi phạm. Tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về người thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Dù đã có chế tài xử phạt mạnh tay, thế nhưng vẫn còn rất nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Đặc biệt phải kể đến những đối tượng vi phạm nồng độ cồn rồi chống chế tấn công khiến cảnh sát giao thông bị thương. Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ tài xế xe bán tải trốn kiểm tra nồng độ cồn, tông xe của cảnh sát giao thông ở Bắc Giang, tài xế này đã bị khởi tố để điều tra về tội chống đối người thi hành công vụ. Ngày 4 tháng 1, Công an thành phố Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1984, trú tại số nhà 225 B5, đường Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2023, đội cảnh sát giao thông thành phố Bắc Giang làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn qua xã Song Mai, ra tín hiệu dừng xe ô tô bán tải, mang biển kiểm soát 29K 05541, đang đi theo hướng thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên để kiểm tra. Tuy nhiên tài xế không chấp hành mà quay đầu xe bỏ chạy. Tổ công tác của công an thành phố Bắc Giang lập tức huy động phương tiện đuổi theo. Tài xế xe bán tải Liều lĩnh đâm vào xe ô tô chuyên dụng của lực lượng công an và tiếp tục tìm cách chống đối. Sau khi bị chặn lại, lái xe vi phạm không xuống xe làm việc, buộc lực lượng công an phải phá kính khống chế. Lái xe được làm rõ tên là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1984, hiện ở số nhà 225B5, đường Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tâm vi phạm ở mức 0,595mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất. Tại cơ quan công an, sau khi tỉnh rượu và làm việc với lực lượng chức năng, tâm cho biết do quá say xỉn không làm chủ được hành vi của mình nên đã điều khiển xe bỏ chạy, đâm vào xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tâm khai nhận trước đó đã sử dụng bia rượu và điều khiển ô tô đi từ thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, để về xã Cao Xá, huyện Tân Yên, Bắc Giang, khi đi đến đoạn đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang thì xảy ra sự việc. Tình trạng chống người thi hành công vụ nói chung hay chống đối cảnh sát giao thông nói riêng đâu đó vẫn tồn tại trong cuộc sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự xã hội. Chính vì vậy, hy vọng lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nặng tay hơn nữa đối với những trường hợp cố ý vi phạm. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật được. Mời quý vị cùng theo dõi cơ quan điều tra công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can tạm giam đối với Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh và Hà Tùng Anh, sinh năm 1989, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, theo khoản 3 điều 244 Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Trước đó ngày 29 tháng 11 năm 2023, tại huyện Quảng Hòa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Cao Bằng phát hiện đối tượng Hoàng Văn Sơn đang có hành vi vận chuyển 463 cá thể động vật bao gồm rùa, ba ba, kỳ nhông, rắn, thằn lằn nhằm mục đích đưa sang Trung Quốc. Người giao số hàng từ Hà Nội lên Cao Bằng cho Sơn là Hà Tùng Anh. Ngày 4 tháng 1, theo tin cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lan Anh, sinh năm 1994, trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện, Lan Anh đã nhận hồ sơ bán xe và thuê lại xe của khách tại cửa hàng. Lan Anh đã làm giả giấy đăng ký xe của 260 bộ hồ sơ để chiếm đoạt của cửa hàng ACB tín đạt hơn 3 tỷ đồng. Cũng trong ngày 4 tháng 1, Công an Phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho biết đơn vị vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản mới xảy ra trên địa bàn. Theo đó, hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản được xác định là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 2003, và Đoàn Phi Hùng, sinh năm 2008, cùng chú tại Phường Phú Hậu, thành phố Huế. Trước đó vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, hai đối tượng rủ nhau đi trộm cắp tài sản, bao gồm một chiếc xe mô tô, một điện thoại Samsung và 4 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bắt một phụ nữ chữ ma túy để bán dần, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Định. Sáng ngày 4 tháng 1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1969, ngụ xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 2 tháng 1, khi đang lưu thông trên đường, Huệ bị công an kiểm tra, phát hiện mang theo trong người 12 gói ni lông chứa các hạt tinh thể và 4 gói ni lông chứa chất bột màu trắng. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Huệ, cơ quan công an thu giữ 992,461 gam ma túy các loại, trong đó, có 227,13 gram heroin và 765,43 gram methamphetamine. Đáng chú ý, Huệ mua cả bánh heroin, sau đó chia nhỏ hàng để tiện phân phối cho các đối tượng nghiện hoặc mối hàng ở địa bàn thành phố Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và một số địa bàn lân cận. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được xem là kỳ thi quan trọng nhất nhì quá trình theo học của mỗi học sinh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp học hành. Chính vì vậy, kỳ thi này được ví như thời điểm cá chết vượt vũ môn. Mỗi năm, Bộ Giáo dục lại có những cải thiện quy định mới nhằm phát huy tinh thần học tập và khả năng của học sinh thông qua các quy chế phù hợp. Đáng chú ý phải kể đến nội quy về vật dụng được mang vào phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo. Thông tư số 15 năm 2020, TT BGZDT được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 05 2021 TT BGZDT và thông tư 06 năm 2023 TT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự thảo quy chế thi mới sau khi thông qua sẽ được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tại dự thảo lần này, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ những vật dụng cấm thí sinh mang vào phòng thi, cụ thể là giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi bổ sung điều 3 về bài thi như sau. Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học. Một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc lịch sử địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đối với bài thi tổ hợp thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp đối với thí sinh tự do thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi trong thời gian ở phòng thi phải giữ trật tự báo cáo ngay với cán bộ coi thi khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình không được trao đổi bàn bạc chép bài của người khác sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ hành động gian lận khi muốn có ý kiến phải giơ tay xin phép và chỉ được phát biểu ý kiến khi cán bộ coi thi trong phòng thi cho phép không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng không được viết bằng bút trì trừ tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm chỉ được viết bằng một màu mực không được dùng mực màu đỏ. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi. Phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi việc ra khỏi phòng thi khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do chủ tịch hội đồng coi thi quyết định khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài phải ngừng làm bài ngay khi nộp bài thi tự luận phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi đối với bài thi tự luận phiếu trả lời trách nhiệm đối với bài thi trắc nghiệm Ngoài ra dự thảo thông tư cũng sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến khu vực ra đề thi, in sao đề thi và các yêu cầu bảo mật, quy trình tổ chức coi thi và trách nhiệm thực hiện, khu vực chấm thi, ban làm phách bài thi tự luận, chấm bài thi tự luận. Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, với những người con xa quê có lẽ là thời điểm về quê ăn Tết là thời điểm được trông chờ nhất năm, có rất nhiều người lựa chọn đặt vé xe vé tàu trước cả tháng để tránh tình trạng hết vé và tăng giá vé. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết Giáp Thìn năm 2024, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu với hơn 4.000 chỗ dịp Tết âm lịch 2024. Thông tin này vừa được ông Thái Văn Truyền, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn công bố. Theo đó, ngành đường sắt sẽ bổ sung thêm các tuyến từ Sài Gòn, Hà Nội và ngược lại, từ Quy Nhân, Quảng Ngãi về Sài Gòn và nối thêm toa tàu. Cụ thể, chạy thêm tàu SE32 từ Sài Gòn đến Hà Nội ngày 24-25 tháng 1 nhằm ngày 14-15 tháng Chạp. Tàu SE-11 từ Hà Nội đến Sài Gòn ngày 26-27 tháng 1 nhằm ngày 16-17 tháng Chạp. Tàu SE-25 từ Quảng Ngãi và tàu SE-29 từ Quy Nhơn về Sài Gòn ngày 20-21 tháng 2 nhằm ngày 11-12 tháng riêng. Vé sẽ được mở bán lại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt, website qua các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động, hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam, qua các tổng đài bán vé. Chia sẻ thêm về chiến dịch bán vé Tết năm nay, ông truyền cho biết, sau hơn 2 tháng mở bán, tổng số vé đã bán trên 152.000 vé, số vé còn dành cho dịp Tết sắp thì như sau. Trước Tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó, từ ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 trở về trước và ngày mùng 8, mùng 9 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 22 tháng chạp trở về trước và ngày 29-30 tháng chạp, còn vé đi tất cả các ga, các ngày từ mùng 2 tháng 2 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 23 đến 28 tháng chạp, còn ít vé. Sau Tết, từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2, nhằm ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng riêng còn ít vé. Các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ga. Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thể khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng 12 âm lịch và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong việc mua vé đi tàu, ngành đường sắt khuyến cáo đến quý khách hàng một số nội dung sau. Không mua vé qua các đối tượng trung gian, cò mồi, chợ đen, mạo danh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt www.gsvn.vn, vé tàu.com.vn. Mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam mua qua các ứng dụng điện tử, tổng đài bán vé để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu, không có giá trị đi tàu. Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.